có một cái kênh lộ ra. Người bố điều khiển chiếc tàu không gian bay vào tiêu thoát nước, còn quái vật người máy đã biến thành người chăm sóc gia đình. Men theo con kênh bắt đầu từ từ làm bay hơi lượng nước còn lại. Đợi đến lúc chiếc tàu không gian đã có thể sử dụng lại bình thường, người bố quyết định đi ra tìm những người còn sống sót sau khi rơi xuống hành tinh này. Trước tiên họ đi đến nơi mà con quái vật máy và tàu vũ trụ bị rơi. Người mẹ tò mò đưa theo người bố định vào bên trong tàu nghiên cứu một chút, phát hiện bên trong của chiếc tàu có cấu tạo rất tiên tiến. Họ tìm kiếm rất lâu nhưng cũng không tìm được hệ thống công tắc, cho đến khi quái vật máy ở bên ngoài vô ý đụng phải mảnh vụn của chiếc tàu, bỗng nhiên đã kích khởi cái gì đó. Hệ thống bên trong của chiếc tàu đã được kích hoạt. Người mẹ đứng ở bàn điều khiển đã nhìn thấy được bản đồ của hành tinh này và hết sức ngạc nhiên khi phát hiện nơi mà họ đang đứng đã không còn nằm ở trong dải ngân hà nữa. Lúc này người máy ở bên ngoài đã bắt đầu nhớ lại, nhìn thấy cảnh bản thân đã từng ở trong trạm không gian tàn sát con người, mà cảnh này lại bị Will cũng đang anh chạm vào mạnh vụn của tàu nhìn thấy được. Will sợ hãi nhìn quái vật máy trước mặt, sau đó thất vọng và bắt đầu trốn chạy. Cậu bé chạy theo con đường nhỏ vào sâu trong rừng rậm, một lúc sau liền bị quái vật máy tìm được. Đó là ngươi sao? Tại sao lại tấn công chúng tôi? Hãy nói cho tôi biết đi. Con quái vật cứ đứng ngây ra mà không đáp lại. Ngươi thực sự không nhớ gì sao? Nhưng ngươi không còn giống như trước nữa, đúng không? Will muốn kiểm tra xem điều gì đã khiến con quái vật giơ tay trái lên. Quái vật lại rất nghe theo mệnh lệnh của cậu bé. Will kêu nó giơ tay phải lên, quái vật cũng làm theo. Lúc này Will lại nghĩ tới gì đó liền kêu quái vật quay người lại. Con quái vật vẫn nghe theo mệnh lệnh mà di chuyển. Phía trước là vách đá cao và dốc rất đáng sợ. Will ra lệnh cho quái vật tiến lên phía trước. Sau khi nghe xong, con quái vật không suy nghĩ gì liền tiến lên. Will vội vàng ngăn cản. Lúc này Will cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của quái vật. Quái vật ngồi xổm xuống trước mặt của cậu bé và Will cuối cùng cũng đã chọn tin tưởng nó. Từ đó họ đã chính thức trở thành những người bạn thân thiết. Đợi sau khi họ quay về rừng rậm tụ họp lại với bố mẹ, lúc này trên trời bỗng nhiên rơi xuống cái gì đó. Will tiến lên phía trước cầm lên nhìn, phát hiện hóa ra là một viên ngọc thạch lớn. Lúc này hàng nghìn viên ngọc thạch giống như những hạt mưa rơi xuống, ngọc thạch sắc bén đến nỗi chúng sẽ phá hủy bất cứ nơi nào mà chúng đi qua. Vào lúc này quái vật một vươn cánh tay ra che chắn cho Will. Vì để tránh khỏi nguy hiểm nên mấy người họ chỉ đành trốn dưới một tảng đá to. Vào lúc họ đang không biết phải làm sao thì máy thu thanh truyền đến âm thanh của cô con gái lớn. Cô con gái lớn giải thích rằng mình đang lái một chiếc xe chiến đấu đang trên đường tới đó. Hóa ra vào một tiếng trước, cô con gái lớn ở trên mặt băng đã nhìn thấy cơn bão khủng khiếp sắp đi tới. Do khoảng cách khe núi rất xa, điện vô tuyến căn bản không liên lạc được với bố mẹ. Hai chị em liền điều khiển tàu không gian trực tiếp đâm thủng mặt băng. Em bị điên rồi sao? Phải có người ở lại làm gì đó chứ. Cô con gái lớn liền lái xe địa hình hiệu suất cao xông ra ngoài. Cô lái xe đi đến vách núi, nhìn thấy sườn núi gồ ghề trước mặt, còn thấy cơn bão khủng khiếp như vậy ở trên bầu trời. Cô ăn miếng bánh duy nhất còn sót lại để cho đỡ sợ và lái chiếc xe chiến đấu lao xuống như tên bắn. Bây giờ do thời tiết xấu nên cô căn bản không tìm được vị trí của bố mẹ. Vào lúc họ hết đường xoay sở, quái vật đứng trên tảng đá to biến thành ngọn đèn sáng chỉ đường, bỏ qua sự tấn công của ngọc thạch bắt đầu chỉ đường. Ánh sáng đó, con gái lớn men theo ánh sáng chói mắt đó mà đến được đây. Cả gia đình họ lập tức trốn vào chiếc xe kiên cố. Will phát hiện quái vật không vào được, người bố kêu nó nắm chặt đằng sau của chiếc xe. Chiếc xe vội vàng bắt đầu chạy trốn khỏi cơn bão khủng khiếp đằng sau. Sau đó chiếc xe đi đến một cánh đồng hoang vu. Lúc này ở phía xa có một người đàn ông cầm chiếc ống nhòm phát hiện ra sự tồn tại của chiếc xe. Lúc này Will ở trong xe cũng nhìn thấy tín hiệu cầu cứu phát ra từ phía xa. Người bố nhìn thấy điều này thì liền tiến lên phía trước và mạo hiểm đi giải cứu. Chiếc xe lao như bay trực tiếp cua một vòng trên cánh đồng hoang vu, thì chạy với gió bão ở phía bên kia. Sau đó chiếc xe đi tới nơi có tín hiệu. Lúc này một cô gái lao vào cơn mưa ngọc thạch và chạy tới. Cô ra sức chạy trốn vào trong xe. Không sao rồi, còn có người đi cùng cô không? Không có, chỉ có một mình tôi thôi. Mau chạy thôi. Mà lúc này người đàn ông ở phía xa lấy ra một hộp pháo sáng trống. Anh ta hình như nghĩ đến cái gì đó rồi trực tiếp buột miệng mắng chửi. Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh nhất đến chỗ tàu không gian. Phía sau đó chính là quân đoàn bão táp khủng khiếp đáng sợ. Trong sự la hét của cả nhà họ, chiếc xe cuối cùng vẫn bị gió bão nuốt chửng. Judy ở trên chiếc tàu vũ trụ lo lắng và chờ đợi. Chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng xuất hiện trong cơn bão khủng khiếp đó. Sau đó chiếc xe lao như tên bắn ra ngoài, tiến lên phía trước của cơn bão và thuận lợi tiến vào trong khoang xe của tàu không gian. Mọi người trong xe vẫn còn rất sợ hãi. Sau khi cô gái thần bí đó nhìn thấy quái vật máy đã vô cùng hoảng sợ. Đừng lo lắng, nó không nguy hiểm đâu. Mà cô gái chỉ biết ngây ra nhìn con quái vật trước mặt. Hóa ra một tuần trước ngày mà con tàu vũ trụ bị phá hoại, cô gái này đã tận mắt nhìn thấy cảnh mà con quái vật này tàn sát con người. Cô gái vô cùng hoảng sợ khi cô nhìn thấy người đàn ông bị thương ở bên cạnh là tiến sĩ. Ngay lập tức cởi quần áo của người đàn ông có logo của tiến sĩ. Vị tiến sĩ còn tưởng rằng cô gái trước mặt này muốn cứu anh ta. Một giây sau cô gái liền mặc quần áo lên, liền một mình rời trong sự kinh ngạc của vị tiến sĩ. Cô gái đã mặc bộ quần áo của tiến sĩ và đến nơi tàu thoát hiểm. Cô dùng logo của vị tiến sĩ mở quyền di chuyển trên tàu không gian. Sau đó lại tự xưng là vị tiến sĩ kia ra lệnh cho hai phi công đưa cô ấy rời khỏi đây. Chỉ là cô không ngờ rằng sau đó chiếc tàu không gian đã bị hút vào một cái hố đen. Người phi công này bỗng nhiên thức tỉnh. Anh sững sờ phát hiện trước mặt mình cách đó vài bước chính là vực sâu không thấy đáy. Và thế là chiếc phi thuyền của họ đã bị rơi trên vách của hành tinh này. Phần 1 xin kết thúc ở đây. Mời các bạn bấm theo dõi để đón xem phần tiếp theo nhé.